Việt Nam có 5 nhà khoa học lọt vào nhóm 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới và 28 nhà khoa học khác được xếp vào trong nhóm 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Kết quả này do nhóm Metrics của các giáo sư tại Đại học Transfor Hoa Kỳ nghiên cứu và công bố trên tạp chí Pilos Biology cụ thể năm nhà khoa học Việt Nam vào nhóm 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới gồm giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng đầu trong các nhà khoa học Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Sơn Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Bùi Tiến Diệu Trường Đại học Duy Tân, giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.